Vào chiều ngày hôm qua 25 tháng 5 tại công trình thủy điện Pleikon, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã xảy ra một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 3 người khác bị thương. Công tác điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn cũng đang được triển khai tích cực. Theo thông tin ban đầu vào chiều ngày 25 tháng 5, 3 công nhân đang thi công trên dầm cao thủy điện Pleikon thì bị ngã xuống dưới. Vụ việc khiến cả ba công nhân tử vong, ba người đang làm việc bên dưới bị thương. Những người bị thương sau đó đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Con Tum. Họ cho biết thời điểm đang đục tường ở trên cao thì xảy ra sự cố đứt cáp rồi nhiều người níu kéo nhau rồi cùng bị rơi xuống. Đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng thứ hai chỉ trong vòng 2 tuần qua. Trước đó vào ngày 14 tháng 5 tại Đồng Nai cũng xảy ra vụ sập tường nhà máy khiến 10 công nhân tử vong, 14 người khác bị thương. Ngày hôm qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với giám đốc công ty thi công để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.